Top 3 cách tự sát hiệu quả nhất. Top 3: Yêu lấy bản thân mình. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng hãy luôn yêu lấy bản thân mình. Bạn, người luôn chăm chỉ đến thế giữa thế gian này, không phải đôi lúc cũng thật đáng thương ư? Bạn bè còn có thể an ủi lẫn nhau, tại sao chính bạn lại không quan tâm tới bản thân mình như thế? Hãy vỗ về trái tim và tự nói rằng bạn rất yêu bản thân mình. Trong bước chậm lại giữa thế gian vội vã, của Đại Đức Hemin. Top 2: Nhận ra tình yêu tồn tại ở mọi ngóc ngách. Tại sao có đôi khi con cảm thấy cô đơn và không có ai thương con cả? Đôi khi, mọi người xung quanh con quá bận rộn và quên thể hiện tình thương. Nhưng nếu con cảm thấy dường như không có ai thương mình cả, con vẫn có thể nhìn ra thiên nhiên rộng lớn bên ngoài. Con có thấy cái cây xanh ngoài kia không? Cái cây đó, nó đang thương con đó. Nó đang hiến tặng tất cả vẻ đẹp và sự tươi mát của mình cho con. Nó còn cho con dưỡng khí để thở. Trái đất cũng đang thương con. Trái đất cho con nước mát và trái ngọt để ăn. Và nếu như trong một khoảnh khắc nào đó cảm giác không có ai yêu thương, hãy nhớ rằng 25 tỷ tế bào bạch cầu trong người mình sẵn sàng hy sinh vì mình mà không cần xót thương. Trong cái không có gì không của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Top 1: Bạn vẫn đang xem à? Phải rồi, video này không phải để chỉ bạn cách tự sát đâu. Mình muốn hỏi bạn một câu: bạn có thật lòng muốn chết không? Thôi mà, trên đời này đâu có ai thật lòng muốn chết đâu. Hãy yêu lấy bản thân của mình nha. Bạn xứng đáng được yêu mà.